Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chưa đôi trên miền Tổ quốc. Buổi tối hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 thì em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ tiểu của Đờn Đông, model của nó là DCDS100. Thì chiếc đầu này thì bên em đã bán cho bác khách ở thành phố Vũng Tàu. Thì để trước khi gửi hàng đi thì em sẽ quay chi tiết về phần ngoại hình cũng như là phần nội thất bên trong cũng như phần test bắt đầu. Bởi vì là bác chỉ xem cái phần mặt tiền thôi, chưa biết là nội thất cũng như là mặt tóc làm sao. Thì để đảm bảo sự tin tưởng trước khi giao hàng thì em phải test lại, thực tế em đã phải test rồi, thế nhưng mà để làm video ấy, cho bác yên tâm. Đấy. Rồi nhiều bác có hỏi là tại sao mà khi bán rồi mà lại đăng video lên, bởi vì là em đăng lên thì người mua họ mới biết được cái sản phẩm của mình mua nó hoạt động thế nào, không may thì trong quá trình vận chuyển đi nó sự cố gì thì chúng ta còn biết được, để tránh cái sự mà hiểu lầm với nhau nhé. Đấy. Bên em thì làm rất là cái chuyên nghiệp trong cái vấn đề này. Thì chiếc này nó là đấu giá tuyển chọn về cho nên rất đẹp nhé, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đây là phần mặt tiền, mặt tiền đây. Và đây là phần nội thất bên trong rất là mới. Và chiếc này nó dùng mắt đọc của Soli 23 23C này. Đấy. Thế thế nhá, nam châm từ từ này. Đấy. Và đây là phần đáy phía dưới này. Nếu thì trước một chiếc đầu size nhỏ này nó hay quá, theo em rất là hay đấy ạ. Và đây là phần nắp lưng của nó, đây nắp lưng của nó thì không có một vết chảy xước nào cả nhé, nó đẹp. Rồi em cũng xin test cái phần mắt đọc của chiếc này để bác cùng thưởng thức ạ. Đây, để em test cái chép này, cái follow nhé. Nhận đĩa.
Rồi em xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc đồng này em bắt đầu rất là tốt, chất âm hay, ngoại hình đẹp. Đấy, và chiếc này thì em đã bán cho bác khách ở thành phố Vũng Tàu với giá là 800 ngàn đồng rồi. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại bác ở video sau.